Ok, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Monster Legend và là mình đây. Tú Trần cả nhà. Rồi. Đầu tiên thì cảm ơn cả nhà đã xem rất nhiều video của mình, cũng như là góp phần một ngày thì video của mình cũng được 1000 view. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đây là một cái động lực để mình tiếp tục làm nhiều video hay cho cả nhà cùng xem. Mặc dù là cái tài khoản Monster Legend của mình nó tiến trình nó hơi chậm cả nhà. Rồi. Hôm nay thì mình sẽ đổi gió ha, chúng ta sẽ không làm review quái vật mà mình sẽ chuyển qua mở các cái Conferring đó nha. Hiện tại mình đang dư 1260 cái thẻ Conferring này thì mình sẽ mở nha. Một lần 400 thì mình sẽ mở được tổng cộng là 3 lần nha. Rồi. Ok, chúng ta cùng mở nào. Một lần sẽ được summon 5 phát. Và cái tỷ lệ thì chúng ta có lẽ sẽ không mơ đến cái việc là mở được quái vật hệ A đâu, kể cả là on pay nó ra em ra Abyssal thì nó cũng rất là khó rồi. Thì đợt này mình sẽ hy vọng là mở được Metal Bulletin cũng được rồi, đặc biệt là Habiker mình chưa có này. Rồi bây giờ let's fly, let's go, yes, mở nào. 5 thẻ đầu tiên, boom. Mythical đó là Lingworm. Ok, mà mình mở được Lingworm. Ui, 20 sale của Alacroc cả nhà. Và tất cả còn lại là 200 sale của Nisal. Nice sale. And what are the school? Ok, Lemon. Tiếp tục nha. Yo. Bèm. Bow. Oh my god, đây chính xác là ui, mở được 100 sale của Cholastor cái nè. Quá hay. Siri Fox rồi Habiker mới được 20 sale cái nè. Quay. Một bạn heo nè. Cho luôn một cái trứng luôn cái nè. Wow, Mythical. Bạn này mình chưa có nha. Quá hay luôn. Bo Rhino. Cái bo này là heo rừng cái nè. Này, cái bo này. Ok. Ui hay nha, cái này hay nè. Coi như là mình được hai bạn mythical rồi đấy. Đó. Clemo, thank you. Yes, net. Foreign rank. Net. Ui. 20 slab này, 20 nautic, 100 mảnh của Blantomination mình có cho ta. Bạn này như mình có rồi thì vậy. Aurotmai hình như mình cũng có rồi. Hồ thêm được 2 mythical nữa nha. Ok, như vậy là hết rồi cả nhà. Ok, mình sẽ xem thử là các bạn kia có chưa này. Grab, ok, mythical. Để xem nào. Oh, 100 sale mà. Sao nó không miễn thị trong này ta? Đâu rồi? Horn Root nè, Slap. Khoan nha. Đầu tiên là cái trứng này, còn các cái sale kia sao nó chưa cho nhỉ? Đây. Borinot thì chắc là mình chưa có rồi cả nhà. Ok. Và hết rồi. Còn các bạn kia hình như là Mythical, mình nhớ là Mythical mà đây, bây giờ nó mới cập nhật cái nha. Blastum có rồi. Aurot Virtue có rồi cái nha. Ok, mấy cái mà nó hiển thị trứng thì mình Slab Monster Rank Up đây. Còn mấy này ví dụ như mình chưa có thì nó sẽ hiện thị trứng đầu tiên cái nhà. Còn có rồi thì nó sẽ không hiển thị đây cái hình này ha. Như vậy là mình đã có hai bạn kia. Thì mở được mở lần này thì mình có được một bạn heo. Nó cũng ngon như nè. Rồi thì
Cái sale này cả nhà. Đây, Grand Cup. Grand Cup. Like thì mình sẽ cập nhật tình hình cái cherub cubic của mình này là thần trái tim. Đây, mình đang có được 865 cái sale rồi. Bây giờ mình sẽ đánh ha, đánh tiếp và chúng ta sẽ có được 900 và sẽ nâng cấp tiếp cherub cubic lên 148. Và như vậy thì 5 ngày nữa thì mình sẽ lên cherub cubic 150. Wow. Rất là vui luôn. Ok, rồi chúng ta sẽ vào đánh nha, đánh cherub cubic này. Có rất nhiều bạn yêu cầu là đánh trong cái này, Assassin xem cũng vui cả nhà. Rồi mình đánh vài phát thôi. Đây, bây giờ team nó mạnh rồi thì chỉ cần auto thôi. Auto thôi cả nhà. Auto thì nó sẽ đánh tới cuối luôn. Tới cuối thì lúc đầu mà khi mà đánh tới cuối cùng thì mình sẽ đánh bằng tay nha. Còn cái này đa số bằng auto hết cả nhà. Đó, nó rất là mạnh rồi. Auto. Đó. Victory, nó nâng cấp đội hình này đi PvP là ok rồi nha. Mình thích cái đội hình mà có Kingdom hơn, vì sử dụng Kingdom nó tan team cũng ok. Rồi hiện tại thì để sử dụng đội hình này đi. Đó. Sắp tới thì cố gắng kiếm thêm rune cũng như là talent cũng như là relic ngon cho team đó nha. Thì tốt nhất là mọi người nên building một tập trung vào một đội hình nha, đừng có tùm lum tùm la như mình ngày xưa, không tập trung vào bất cứ một cái đội hình nào khác, chủ yếu là đi review thôi, cho nên là đến bây giờ mình tài khoản của mình vẫn chưa có nhiều bạn một level 150 cả nhà. Đó là một sai lầm nhưng mà cũng không thể trách được, vì cái nhiệm vụ của mình là đi review quái vật để mọi người cùng xem. Ok, 25, chúng ta sẽ đánh hết cái này nha. Đánh hết cái này chúng ta sẽ đi ra nâng cấp cherub cubic lên level 148. Wow, phê luôn. Đáng nhẽ là mình sẽ chia ra làm hai video. Một video là mở cái Kufurin và một video là làm về cherub cubic, nhưng mà cái Kufurin ticket, cái vé đó nó ít quá cả nhà. Mở ra được 3 lần nên là không thể làm riêng một video được nha. Cho nên mình gộp chung cherub cubic review chung với lại cái mở thẻ. Ok fine. Hồi nãy mình vừa đánh bot hình cái nhà và vừa cướp được một bảng bot được 50 gem với lại thêm mấy trăm cái bounty coin. Rồi kết thúc cái list 6 thì được 1000 coin nữa. Wow, rất là nhiều luôn. Hiện tại mình đang ở list 7. League 7 mà nếu mà ba bạn tham gia cùng, hai bạn tham gia cùng chứ với lại mình mà không xuyên ấy thì nó sẽ không đánh bốt được. Bây giờ trên cái Necro khá là lâu cả nhà, vì mỗi lần kiếm cái Astronaut đá đấy mà cái team mình không có nhiều bạn mạnh vì không nâng cấp ấy, nên là đánh chỉ được tới tầm run 2 run gần run 3 thì phải, thì mới được có máy sale. Nên là nâng cái Necro đợt này hơi khó. Nếu mà chắc được sau nó có bán sale thì mình phải mua, hoặc là nếu mà đi xin trong clan này hơi lâu, mỗi lần thì được có 5 sale khá là lâu. Rồi như vậy là mình đã đủ sale để nâng cấp được cherub cubic lên level 148. Wow, về nè. Rồi như vậy sắp tập tới mình sẽ có được attacker thứ converse 900. Yes, wow, amazing. để xem từ email này có xin anh đang dư cherub ai cần không đưa lên nha. Ok, để xem tới có ông nào rep không này, để xem các bạn này bạn nào rep thì mình sẽ tặng nha. Tại vì mỗi lần mà add thêm 900 sale thì mình sẽ dư sale đó, để ví dụ như 920 thì mình sẽ dư được 20 sale này, nên cho mấy bạn này.
hoặc một số bạn không cần thì mình sẽ up luôn. Rồi không có rồi nha. Hiện tại không ai xin rồi, không ai online rồi nha. Nó thì online 4 nhưng mà một số bạn đang bận chờ sự kiện như này là nó không, ui sorry, nó không sâu rồi. Ok, nên mình sẽ nâng cấp cho Rubik nha, lên một level 150 rồi. À, 148 cái nhà, sorry. Bum. Wow. Amazing. Ok cái nhà. Yes. 148. Ok thì trong thời gian tầm 5 ngày nữa mình sẽ có được cho Covid lên level 150. Ok, như vậy là video về mở cái Conferring cũng khá là may mắn cả nhà, và nâng cấp Cheru Covid lên 148. Đến đây kết thúc nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cũng như là like, subscribe trên cái kênh của mình. Rồi, có gì cả nhà ủng hộ thêm nha. Rồi, bye cả nhà và hẹn cả nhà ở các video lần sau. Nhớ bình luận bên dưới luôn nha. Bye bye. Yes.